Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Gần đây thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi và những cái lời comment của bạn ở dưới phần bình luận của rất nhiều video ấy, là trong cái tầm giá từ vào khoảng 5 cho đến 6 triệu đồng thì chúng ta nên mua chiếc điện thoại nào phải có cấu hình mạnh mẽ này, mà lại phải có cái thiết kế đẹp này, lại phải có chống nước này, rồi thì có jack cắm tai nghe 3.5mm. Thì ngay lập tức thì mình đã phải động não để làm sao mà tìm ra được cái sản phẩm đấy. Thì là rất may mắn, đúng cái dịp này Clickbuy lại về được cái dòng sản phẩm này. Và trong video nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để xem nó là sản phẩm gì nha. Chắc hẳn là các bạn sẽ đoán ngay được cái tên sản phẩm này khi mà mình để cái sản phẩm nó thoi lên đúng không? Một cái dòng sản phẩm nó quá trời là hot, mang đến thành công vô cùng vang dội cho nhà Samsung. Đây là Samsung Galaxy S9. Ở thời điểm 2020 này thì bỗng chốc cái sản phẩm này nó hot trở lại, tại vì mức giá của nó quá ư là tuyệt vời các bạn ạ. Khi mà các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả, các bạn vào Clickbuy thì các bạn sẽ phát hiện ra là chiếc Samsung Galaxy S9 phiên bản Hàn Quốc đã kích hoạt lên 2 SIM. Nay mức giá chỉ còn có 5.990.000 đồng. Quá ư là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt cái phiên bản mình đang sử dụng ở đây đó chính là phiên bản màu đỏ. Wow, quá đẹp luôn các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại thì cũng sẽ tạo ra những cái góc nhìn khác nhau, nên là màu sắc của nó khác nhau nhưng nó rất là đẹp đúng không? Đối với chiếc Samsung Galaxy S9 này thì chúng ta hãy cùng nhau đánh giá xem với cái mức giá dưới 6 triệu đồng chúng ta sẽ nhận lại những gì. Thứ nhất, về phần thiết kế quá trời là đẹp, chúng ta sẽ có kính và kim loại vô cùng là sang trọng, và độ hoàn thiện của Samsung chưa bao giờ làm người dùng chúng ta thất vọng, đặc biệt là dòng điện thoại cao cấp. Các bạn có thể để ý đây này, cái phần kính cong này nó rất là đều nhá, mà khi mà chúng ta cầm vào, uầy, nó rất là đầm tay luôn ấy. Mình đang sử dụng chiếc Samsung Galaxy S10 thường ấy, và mình chuyển sang với chiếc Samsung Galaxy S9, mình cảm thấy thực sự rất sướng luôn. Nếu như mình chưa mua chiếc Galaxy S10 thì có lẽ mình sẽ mua chiếc Samsung Galaxy S9 này cho nó tiết kiệm, tại vì S10 bây giờ mình mua hôm trước là 9.5 triệu. Bây giờ mà mình mua chiếc Samsung Galaxy S9 này, wow, rẻ hơn bao nhiêu. Trong khi đó thì trải nghiệm thì nó chẳng khác mấy. Đối với chiếc Samsung Galaxy S9 này thì chúng ta sẽ phải nói về cái mặt kính cong này, tại vì nó chính là cái điểm nhấn. Tại vì nó quá trời là đẹp luôn khi mà chúng ta nhìn từ mặt trước đến này. Ui dồi ôi, màn hình khi mà chúng ta để cái nền đen ấy, ui, nó sexy, quá trời là sexy luôn. Tiếp đến nữa cho chính là về phần màn hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước nó không quá lớn. Cụ thể thì chúng ta sẽ có kích thước là 5,8 inch, độ phân giải của chúng ta sẽ đạt chuẩn là 2K+, và tấm nền nó sử dụng đó chính là Super AMOLED, nên là cái chất lượng hiển thị của nó quá trời là tuyệt vời luôn. Mình có thể khẳng định rằng là trong tầm giá dưới 6 triệu đồng thì đây là một trong những cái màn hình có khả năng hiển thị tốt nhất thế giới mà các bạn có thể lựa chọn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có hiệu năng rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có là Exynos 9810, đi kèm theo đó chúng ta sẽ có RAM là 4GB. Và ở thời điểm tại thì chuyện này đã được cập nhật lên phiên bản One UI, nên là cái giao diện mới, tính năng mới và cái mọi cái việc sử dụng của chúng ta nó rất là trơn tru mượt mà. Tiếp theo nữa đó chính là về phần camera, thì so với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus thì S9 thường nó chỉ có một chiếc camera. Tuy nhiên thì nó vẫn được trang bị cái tính năng thay đổi khẩu độ đấy, giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh được tùy từng cái ngữ cảnh, f/1.5 đến f/2.4. Đấy, nếu như các bạn mà chụp trong điều kiện mà nó đủ sáng rồi ấy, dư sáng rồi ấy, thì chúng ta chuyển sang 2.4 để lấy được cái nhiều chi tiết hơn. Còn nếu như các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng, các bạn chuyển sang cái f/1.5 này, chúng ta bù lại lượng ánh sáng, giúp cho bức ảnh của chúng ta nó sẽ hài hòa hơn. Nên là đối với các bạn mà có cái khả năng làm chủ các thông số, lời khuyên của mình đó chính là các bạn chuyển sang cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp này này. Nó có thể là can thiệp rất nhiều thông số từ ISO, EV, cân bằng trắng, thời gian phơi sáng tối đa của chúng ta sẽ là 10 giây. Điểm cộng tiếp theo trên chiếc Samsung Galaxy S9 này đó chính là chúng ta sẽ có tính năng chống nước. Đấy, một mức giá chỉ vào khoảng là 5 cho đến 6 triệu đồng mà chúng ta đã có đạt chuẩn là IP68, giúp cho chúng ta có thể sử dụng thoải mái ở đa dạng môi trường. Một chiếc điện thoại mà đạt chuẩn chống nước ấy, thì không chỉ đơn giản là cái phần này nó hoàn thiện ở ngoài đâu, ngay cả phần trong nó cũng hoàn thiện tốt thì nó mới đáp ứng được cái khả năng chống nước chống bụi. Và với chiếc Samsung Galaxy S9 thì cũng sẽ là một trong những chiếc điện thoại có mức giá rẻ để chúng ta có thể trải nghiệm được cái tính năng là chống nước chống bụi.
điểm cộng cuối cùng nhỏ nhỏ nữa, đó chính là chúng ta sẽ có giác cắm tai nghe 3.50m để giúp cho chúng ta có thể tận dụng được những cái chiếc tai nghe mà ở nhà chúng ta có sẵn ấy. Ví dụ như là những mẫu tai nghe AKG này này thì mua ở ngoài thị trường nó rẻ hơn rất nhiều so với các bạn lựa chọn những mẫu tai nghe tai C hay là mua cái tai nghe Bluetooth. Và mình thấy rằng là ở thời điểm 2020 này vẫn còn rất nhiều người yêu thích cái tai nghe chuẩn là dây và 3.5. Đấy, tại vì là mức giá nó rẻ mà đáp ứng nhu cầu chúng ta khi mà chơi game ấy, đeo tai nghe có dây nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc là các bạn đeo tai nghe Bluetooth. Vậy là tổng hợp lại thì mình đã chia sẻ đến bạn về chiếc Samsung Galaxy S9 cũng như là đưa ra câu trả lời dành cho các bạn đặt cho mình. Đó chính là trong tầm giá từ 5 cho đến 6 triệu đồng, mua chiếc điện thoại nào có khả năng chống nước, hiệu năng mạnh mẽ, cái màn hình hiển thị xuất sắc và đến từ thương hiệu cao cấp. Samsung là một thương hiệu quá trời là cao luôn. Vậy thì các bạn có đánh giá sao về chiếc Samsung Galaxy S9 này thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ là mua chiếc Samsung Galaxy S9 thì đến với Clickbank nhé.